Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 8, người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe, bấm biển số trực tuyến. Hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn sang Nhật Bản, cơ hội để nhãn lồng Hưng Yên vươn xa. Huyện Văn Lâm đạt nhiều thành tựu vượt bậc sau 25 năm tái lập. Các hộ sản xuất ở khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiều nay, đoàn công tác gồm các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà khoa học có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc trao tặng sách Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử do Viện Nhân học Văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa học và Đọc Việt Nam, học.vn tổ chức thực hiện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác báo cáo về quá trình thực hiện cuốn sách Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử, chương trình tặng 700 cuốn sách cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời giới thiệu khái quát về các dự án sách Thuật bút Xuân Cầu, Tùy bút Giải Thị, Văn minh Sông Hồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao tình cảm của các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đối với quê hương Hưng Yên. Đồng chí đề nghị đoàn công tác tặng thêm sách Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử cho các nhà văn hóa thôn, các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án sách khác, đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện cần tham khảo các tài liệu đã được kiểm chứng để có sự thống nhất, đồng thời đề xuất các kiến nghị để Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. Trước đó, đoàn công tác đến dâng hương tại miếu thờ Thành Hoàng làng Xuân Cầu, nhà truyền thống khu di tích lịch sử Cây Đa Sải Thị, làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Cục Cảnh sát Giao thông vừa triển khai việc tiến hành đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Với xe sản xuất lắp ráp trong nước, người dân có thể đăng ký xe ở nhà, không phải đem xe đến cơ quan đăng ký xe. Hôm nay, chị Vân mang xe đến làm thủ tục đăng ký tại đội đăng ký thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên. Khi được hướng dẫn đăng nhập làm thủ tục trực tuyến, chị thấy việc đăng ký nhanh chóng và thuận tiện. Đăng ký trên cổng dịch vụ công thì giúp cho người mua xe mới thuận tiện hơn, giúp cho tôi đỡ phải đi lại vất vả hơn và cũng nhận kết quả online luôn. Rất là thuận tiện ạ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 1 tháng 8, việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ làm thủ tục theo khoản 2 điều 9, thông tư số 24 của Bộ Công an. Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe mà thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Chủ xe cũng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe bằng số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe phải gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, có dán bản trà số máy số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện thông tư 28 của Bộ Công an, thì từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, người dân có thể đăng ký xe trực tuyến toàn trình qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc qua cái tài khoản định danh điện tử VNeID. Người dân không phải đến cơ quan công an để làm thủ tục mà có thể đăng ký trực tiếp tại nhà qua điện thoại hoặc là máy tính. Sau khi mà khai kê khai đầy đủ các thông tin trên hệ thống và nộp lệ phí trước bạ thành công thì người dân có thể thực hiện thao tác bấm biển số và nhận kết quả đăng ký xe tại nhà. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 vừa có thông báo số 14 về việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, nhất là các dự án giao thông. Vì vậy, bên cạnh những nhiệm vụ chung, Ban chỉ đạo cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng dự án. Đối với dự án đường vành đai 4, phải đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không tự nguyện bàn giao đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, khẩn trương hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản của doanh nghiệp trong diện phải thu hồi, vận động nhân dân sớm di dời hơn 30 bộ ướt còn lại. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan, phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích thu hồi trong tháng 9. Ưu tiên giải phóng mặt bằng để xây 3 cầu Tam Đô, Cửu An, Đoàn Đảo, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư trong tháng 8. Cả đường song hành, đường vành đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan đều được yêu cầu hoàn thành trước tháng 10 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
đối với đường kết nối di sản dọc sông Hồng cần đẩy nhanh công tác thẩm định phê duyệt dự án, hoàn thành xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 8. Các địa phương chủ động xác định phạm vi thu hồi đất, rà soát sẵn sàng các điều kiện thu hồi đất. Đối với các dự án khu công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ bản hoàn thành trong quý 3 để tiếp nhận dự án vào đầu tư. Đối với 7 cụm công nghiệp cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công một số cụm trong tháng 8. Đối với dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp Yên Bình 2 phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến, đưa nhãn lồng Hưng Yên ra thị trường quốc tế, nhất là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Sáng nay, tại thành phố Hưng Yên, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2024. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 4.600 ha nhãn, trong đó có hơn 30% diện tích sản xuất theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp. Hàng năm, sản lượng nhãn quả đạt trung bình trên 46.000 tấn. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên có 2 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang Nhật Bản thuộc Hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2024 là cơ hội để các hợp tác xã, nhà vườn và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu nông sản và nhãn quả tươi sang thị trường Nhật Bản. Qua cái hội nghị này thì tôi cảm thấy là giúp ích rất là nhiều cho hợp tác xã chúng tôi để chúng tôi có thể là thêm cái kiến thức, kỹ năng làm thế nào để cho cái sản phẩm của mình đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản rất là khó tính. Đến với hội nghị này chúng tôi hỏi được rất nhiều thứ về một số các doanh nghiệp xuất khẩu ấy, cũng có chia sẻ thì với bản thân tôi là cũng rất là mong muốn sau hội nghị này được ký kết cũng như là hợp tác với các đơn vị mà xuất khẩu sang các nước như châu Âu hoặc là Nhật Bản ạ. Tại hội nghị, một số cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp xuất khẩu nhãn, nhà vườn, hợp tác xã có ý kiến cho rằng nhiều đời nay người trồng nhãn Hưng Yên đã sản xuất một sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên, bốn sản phẩm này đủ điều kiện xuất khẩu sang một thị trường nổi tiếng là khó tính, khắt khe về các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa như Nhật Bản thì cách thức vận hành tư duy sản xuất chắc chắn phải thay đổi. Song nếu chinh phục được thị trường này sẽ tạo uy tín rất lớn cho sản phẩm mở rộng sang các thị trường quốc tế khác. Việc đầu tiên của nhãn Hưng Yên cần phải làm là tạo ra được cái vùng nguyên liệu tập trung. Hiện nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta có một cái diện tích lớn vài trăm hecta nhưng đâu đó nó là sự phân tán. Chúng ta chưa có bất kỳ một cái khu vực nào tập trung mà có cái diện tích mà vượt quá khoảng 20 hecta. Đều là các cái vườn trồng sen ở xung quanh các hộ gia đình. Chính cái đó nó tạo ra một cái điểm yếu là chúng ta không có sự đồng đều về mặt chất lượng. Vì vườn mỗi nhà sẽ chăm sóc một kiểu. Chúng ta đang gói gọn trong quy mô một khán phòng, cũng như cộng với việc đưa tin của các báo đài nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là cái đến với người tiêu dùng nước ngoài thì nó vẫn còn đang hạn chế. Do đó thì cái việc mà cần làm nữa là gì là lại phải phối hợp với các cái tham tán, các đại sứ thương mại tại các quốc gia để làm sao để mình có cái công tác là truyền thông, giới thiệu quảng bá thông qua kênh của tham tán hoặc thông qua các cái sự kiện, các cái hội chợ. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường để quảng bá, cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp để qua đó giới thiệu các cái doanh nghiệp xuất khẩu lớn sang các cái thị trường châu Âu, châu Á mà đặc biệt chúng tôi chú trọng đến thị trường Nhật Bản, thị trường Mỹ, thị trường Australia. Tại hội nghị diễn ra lễ ký kết giao thương giữa doanh nghiệp xuất khẩu và một số hợp tác xã nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 7 tháng đầu năm ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao nhất tại tỉnh Hưng Yên, ghi nhận kể từ năm 2011 đến nay. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,54%, sản xuất và phân phối điện tăng 12,27%. Đóng góp vào chỉ số sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh, chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, các sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, sản xuất xe, động cơ. Tuy nhiên, một số ngành giảm hoặc tăng thấp như sản xuất da, sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống.
Kết quả sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 7 tháng đầu năm tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng tích cực sau thời gian dài ảnh hưởng của bối cảnh khó khăn thế giới, khi đơn hàng giảm, sức cung cầu của thị trường yếu, cho thấy sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và sự nỗ lực, năng động, nhạy bén để thích ứng trước khó khăn của các doanh nghiệp. Được tái lập từ ngày 1 tháng 9 năm 1999 đến nay, sau 25 năm, huyện Văn Lâm có những sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội. Sau 25 năm tái lập, huyện Văn Lâm đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 26% năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng về nông nghiệp. Năm 2000, tỷ trọng công nghiệp chỉ chiếm 2,3%, thì đến năm 2023, công nghiệp xây dựng chiếm trên 81% trong cơ cấu kinh tế. Tỷ trọng nông nghiệp giảm tương ứng gần 50% xuống còn hơn 3%. Thu ngân sách nhà nước năm 1999 đạt 4,1 tỷ đồng, đến năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng. Gấp hơn 1.300 lần so với năm đầu tái lập huyện, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng năm 2023 là trên 130.000 tỷ đồng, tăng 945 lần so với năm 2000. Thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần so với năm 1999. Giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác năm 2023 đạt 210 triệu đồng, tăng 7 lần so với năm 2000. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 1999 là 6%, đến năm 2023 còn 0,8%. Văn Lâm cũng liên tục là lá cờ đầu của tỉnh về cải cách hành chính, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo kết quả thẩm tra xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của huyện Văn Giang. Theo đó, gần 100% các tiêu chí của địa phương này đã đạt theo quy định. Trong cả 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Văn Giang đều đạt yêu cầu gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự và hành chính công. Bên cạnh đó, huyện Văn Giang không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và có kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Huyện Văn Giang được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2018. Chuyển ra khu làng nghề mới đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhiều hộ dân tại làng nghề chế biến lương thực thực phẩm thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đến nay các hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làng nghề truyền thống chế biến lương thực thực phẩm thôn Trai Trang có trên 200 hộ làm nghề xay sắt gạo. Việc sản xuất trong khu dân cư gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân bởi tiếng ồn, bụi bẩn. Trước thực tế đó, và để phát triển làng nghề, thị trấn Yên Mỹ dành quỹ đất 9 hectare để chuyển toàn bộ các hộ làm nghề ra vị trí mới. Ngay sau khi dự án hoàn thiện, gia đình ông Tuệ thuê 1.200 m2 đất để xây dựng văn phòng nhà xưởng sản xuất. Ra nơi sản xuất mới, tách biệt hoàn toàn với nhà ở, lại có diện tích lớn hơn để mở rộng đầu tư quy mô sản xuất. Gia đình hết sức phấn khởi. Tuy nhiên, điều còn băn khoăn, lo lắng là chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sản xuất nó cũng rất là thuận tiện. Thế nhưng mà giấy quyền sử dụng đất ấy, công ty chưa cấp cho chúng tôi. Đơn ra là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái đồng vốn. Dự án làng nghề có thời hạn thuê đất là 50 năm, được hoàn thành hạ tầng vào năm 2022 do công ty cổ phần Ánh Khoa làm chủ đầu tư với tổng số 105 suất đất. Đến thời điểm hiện tại, có trên 40 hộ chuyển hoạt động sản xuất ra khu làng nghề mới và đã trả từ 80 đến 95% tiền thuê đất cho chủ đầu tư. Song đến nay, chưa có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Liên quan đến việc là các hộ đã được giao đất, các hộ đã nộp tiền, nhưng nay là chưa được cấp giấy nhận sử dụng đất, thì chúng tôi cũng đã đôn đốc doanh nghiệp cũng hứa trong thời gian tới là cũng sẽ hoàn thiện được đầy đủ các cái văn bản pháp lý, các cái thủ tục để cấp giấy nhận sử dụng đất cho người dân. Còn đại diện chủ đầu tư cho biết, do các hộ sản xuất muốn mở thêm một tuyến đường trong khu làng nghề để các xưởng đều có hai mặt tiền thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phòng cháy chữa cháy, bởi vậy đơn vị phải điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp. Do đó, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi cũng đã
cố gắng là thay đổi để phù hợp hơn với cái điều kiện sản xuất của bà con. Đến hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thành tất cả các thủ tục quý 4 năm 2024 này, thì chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Dù còn vướng mắc về việc cấp sổ đỏ, nhưng khu làng nghề mới đã đáp ứng hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất. Vì vậy, thị trấn Yên Mỹ tiếp tục dành quỹ đất 11 ha để triển khai dự án cụm công nghiệp làng nghề. Sau khi hoàn thành, sẽ chuyển tất cả các hộ chế biến lương thực thực phẩm còn lại của thôn Chay Trang ra cụm công nghiệp này. Thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, sáng nay, Đảng bộ phường Hiến Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ trường mầm non Tô Hiệu. Chi bộ trường mầm non Tô Hiệu trực thuộc Đảng bộ phường Hiến Nam gồm 4 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường. Chi bộ sẽ là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ các quy chế quy định của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên kết nạp được 139 đảng viên mới, thành lập được 2 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, nâng tổng số đảng viên lên trên 7.700 người sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng. Tuyến đường DH73 huyện Kim Động được nâng cấp cải tạo từ năm 2018. Song hiện nay, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe chở vật liệu xây dựng, xe quá tải chạy qua, khiến cho tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi nguy hiểm, bẫy người đi đường. Ngay đầu tuyến đường, tại đoạn giao với quốc lộ 39, xã Toàn Thắng, xuất hiện 3 ổ voi lớn với đường kính khoảng từ 3 đến 4 mét. Sới sâu mặt đường khiến cho mỗi phương tiện, dù xe máy hay ô tô, cũng phải thận trọng mới có thể đi qua. Các cái xe quá khổ quá tải của công trình nó chạy ở cái con đường này ấy, thì dân ở quanh đây Vĩnh Xá, Cầu Si hầu như là phải đi đường vòng, bởi vì đi qua cái khu vực này nhá, các cái xe ben hai bên tránh nhau mình cũng đã đủ hết vía rồi, nó không bao giờ nó nhường người đi xe máy hay là đi xe con hay đi xe đạp đâu, cào cấu hết đường nhưng mà cũng chẳng bao giờ chịu tu sửa, đường nó xuống quá nhanh. Tiếp tục đi dọc tuyến đường khoảng 1 km là đến khu dân cư. Ngày ngày, người dân phải chứng kiến hàng trăm lượt xe chở vật liệu, xe quá tải đi qua. Mặt đường bị biến dạng, các vết hằn lún bánh xe tạo thành các rãnh sâu từ 10 đến 15cm, bẫy người đi đường. Nhiều hộ dân phải khắc phục bằng cách đổ gạch đá răm đất nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng xuống cấp của mặt đường như là những ngày mưa nhiều. Đường xá là xe cộ nó đi lại là khó khăn lắm, cứ hàng bao nhiêu là xe tải đi cứ dầm dập hỏng hết cả đường, nọ còn là tắc đường không đi được, có đổ xe. Tuyến đường DH73 có chiều dài khoảng 8,5 km với điểm đầu giao với quốc lộ 39 và điểm cuối là dốc D Phương Tòng, xã Hùng An. Đoạn chịu ảnh hưởng và xuống cấp nhiều nhất là khoảng 2 km đi qua xã Toàn Thắng, còn lại toàn tuyến cũng có hàng chục điểm xuất hiện các hố sâu chằng chịt, lớp nhựa trải thảm đường bong chóc gây trở ngại cho người tham gia giao thông. Hiện tuyến đường chưa có kế hoạch nâng cấp sửa chữa toàn tuyến ngoài 1,4 km đoạn qua xã Toàn Thắng nằm trong dự án xây mới từ quốc lộ 39 đến đường nối hai cao tốc. Mỗi ngày con đường vẫn là nỗi ám ảnh lo sợ về an toàn giao thông với người dân khi lưu thông qua đây. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên. Đêm mùng 2, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 82 đến 86%.
mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 3,65 m, mực nước thấp nhất 3 m. Mở cánh cửa dẫn lối vào tương lai, trường Đại học Thành Đông chính là nơi hiện thực hóa ước mơ của mỗi sinh viên. Trường tuyển sinh 25 mã ngành và đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0 với nhiều chương trình ưu đãi vượt trội. Tất cả sinh viên trúng tuyển 12 mã ngành xã hội có nhu cầu cao được các học bổng từ 50 đến 100%. 180 suất học bổng cho 15 mã ngành còn lại. Sinh viên từ năm thứ 3 được đi học tập tại nước ngoài để nâng cao trình độ. Nhà trường có tuyển sinh du học Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, du học Hàn Quốc, Đài Loan, Úc với mức phí ưu đãi vượt trội. Miễn phí ký túc xá khép kín, có máy điều hòa, bình nóng lạnh, wifi, sân bóng đá cỏ nhân tạo, nhà thể thao đa năng. Mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung, thông qua việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và doanh nghiệp, trường Đại học Thành Đông có thể tạo điều kiện cho sinh viên có việc làm lâu dài tại các nước tiên tiến như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore, Philippines. Nhà trường cũng tập trung bồi dưỡng sinh viên để các em có thể làm việc ngay khi tốt nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy cùng Đại học Thành Đông đi đến thành công. Thông báo rơi giấy tờ. Tôi tên là Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1961, địa chỉ thôn CD Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian lưu trữ hồ sơ, do sơ suất, gia đình tôi đã làm mất một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư, từ đất số 232, tờ bản đồ số 06, diện tích 148m2 đất ở, do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Giang cấp ngày 14 tháng 8 năm 1999, chủ sử dụng hộ ông Vũ Văn Khương. Ai nhặt được hoặc biết về thông tin nói trên, xin báo giúp cho tôi theo địa chỉ ông Nguyễn Văn Khương, thôn CD Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại 0976 591 064. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.